Hello các bạn, hôm nay Trang về rồi đi vô Costco mua cua King Crab, cua hoàng đế về hấp với bia để mình ăn thử rồi review coi nó ngon sao nha. Ở trong Costco á, Trang vô trong đây á, thì nó bán đồ kiểu là đồ wholesale, nhưng mà vô đây thì phải có cái membership. Trong đây nó bán cũng đầy đủ hết á, nó bán đồ khô, đồ seafood, rồi đồ TV, sofa, đầy đủ hết á, bia nữa. Nhưng mà nó bán về là bán còn về số nhiều. Ok, mình đi vô đây mình mua chút đồ với lại mua King Crab về, lát mình hấp với bia. Rồi mình review cho các bạn xem nha. Hello. Hi, look. Oh my god, that's a big pink crab. How tall are you? Look at. Compared to this. Yeah, compared to you. Nó bán nguyên thùng á là 24 đồng trên chân thao, mà bán lẻ là 26 đồng trên chân thao. Một thùng như vậy á là được như cả 10. Được 10 chân, 10 cái chân. Thật là cái giá tổng cộng hết trơn là 249 đồng. Ở trong Costco. Cái chân nó thì bự nhưng mà cái càng không có bự. Cái càng nó vậy nè. Nhưng cái chân nó nè. Cái chân nó thì có bự lớn nè. Thử coi cầm tay con thả lờ cái. Cái này mình mua về mình ăn mình thử coi nó biết nó coi á. Mà cầm tay con thả lờ. Xin sai. Xin sai. Dạ. Bác mình mua về mình luộc thử rồi ăn thử rồi nó có ngọt không sao không? Cái này là một thùng vậy là 10 cái mà được 10 cái lát 10 thao thì là tính gần thao một cái là gần thao hả, một cái lát gần thao hả. Mommy, why chocolate milk? 249 đồng chín chục cent. Yeah, I said I did not want it. Okay, give it to Daddy. Daddy, turn it off. Này mua ở Costco. Ok, chút luộc ăn thử. Em càng phải không? Em lấy càng nè. Ok. Thôi bây giờ mình ăn cái gãi ra đi. Cua kim nó gì, kim crab hả? Gà bỏ ông nồi. Thì mình luộc hấp. Hấp này khoảng 20 phút thôi. Này đã chín rồi. Này thưởng thức với gì? Muối tiêu hả? Muối tiêu hoặc là nước tương với wasabi hả? Wasabi. Rồi. Vậy đi. Còn à. Còn 7 càng. Giờ mình thưởng thức trước đi ha. Không phải càng. Thay lòng có thép mình. 6 càng. 6 càng để ăn thì mình luộc thêm nữa. Bỏ trong đá đi. Thêm vài càng thử. Starts with a B. Giờ mình bỏ vô nồi nè. Mình hấp lại. 10 pound này tính ra là 4,5 kg. 5 kg. Yeah. 249 đồng. 99 cent. Ở trong Costco. Này mua, hấp thôi chứ không có đợi, chứ không phải đấy nha. Này mua lẻ nó bán 26 đồng 99 mà mua nguyên thùng á, 10 pound á thì nó bán 24 đồng 99.
năm mới thì mình mua về mình ăn thử. Rồi nó ngọt làm sao? Coi. Bỏ vô nồi. Này em bỏ gì bia hả? Không chơi bia. Nè hấp gì bia. Đi hay nó càng mạc lãng nha. Ok. Bây giờ mình hấp. Mình ngọt. Ngay hấp anh khoảng ngay bao nhiêu? Vài phút. Vài phút hả? Rưới. Ok, bây giờ bỏ lên nắp nữa mình xong mình mặc. Bây giờ mình hấp là nay cũng được 14 phút hả? Nãy giờ cũng được 14 phút rồi nay. Trong cái box nó chỉ là Royal, để đây nóng đi, hơn nữa ra ăn nữa. 4 phút, nhưng mà mình để tới 14 phút cho nó nóng. Đấy, tại vì nó bị nó frozen lúc mình mua. Rồi, bây giờ ăn thử ăn với muối tiêu và mớt với lại wasabi. Ngoài ra cái đó mình cũng còn có bánh xèo của Việt Nam. Và ăn với mắm, rau. Ok, bây giờ mình thử đi ha. Rồi thay là, wanna try it? Wanna try this? Yeah, it's very hot, okay? Yeah, I'm gonna try a little okay. bit, okay? Đây là con của mình. How was it? Good. Good? Good? Delicious? Wow, thật nè. Nuốt chưa? Swallow đi. Swallow, okay. À, ngon không? Dạ ngon. Ok, anh ăn cái gì? Nước tương hả? Quá sao bị nhiều quá. He's not his finger. Like that. Can I try? Okay, thử miếng này. Đốt cho má mèn luôn. Ooh, nice. Thử đến dai, ngọt. Không này hơi mắc một chút mà ăn cũng đáng. Cái sao thịt nó không ăn mặn ha? Ở ngoài, nó ở ngoài, cái đó là ở ngoài. Ở ngoài hả? Cái này mới ăn, nó trong mới ngọt nè. Thịt không à, nè coi thịt. Thịt quá trời thịt nè. Wow. Nè cái thịt không nè, cầm tay có thể làm cho ba coi. Rồi có cái mặt này nè, dài vào cái mặt này nè. My face is like 3 feet long. Đây, đút cho má mày ăn nè. Có mày ăn nè, cắn nè. I'll take a piece. I'll take a piece too. Okay. Alright. Nó trông ngọt. Ngọt mấy giòn. Chất ngọt mấy giòn. Oh my god. Cái này á. Nhìn qua ăn con ngọt thôi. Con ngọt kêu spider crab. Còn này là chim. Nhưng mà cái thịt có con này á. Con nữa, nó kêu là snow crab. Cái này là Canada crab á, là snow crab. Con này là king crab. Em có ăn qua con spider crab rồi. Con king crab này là không có con nào bơ hơn con king crab này đó. Là lớn nhất. Con này là lớn nhất. Thịt nó ngọt. Bởi vì nó làm vua mà. Làm vua bữa nay nó lên bàn nó cũng làm vua luôn. Thế là con xích qua đây cho ông ngoại ngậu. Hôm nay mình mua về gia đình ăn thử. Mà ăn thịt ngọt, ăn cũng đáng đồng tiền lắm các bạn. Cái nèo nó có nhiêu đây này? Silly. look at my nose. Pinocchio. Pinocchio. Itchy. Didn't do itchy somewhere. Let me crack. Không ngon lắm. Các bạn mấy cái thử đi. Nó hơi mắc một chút nhưng mà ngon. Nhưng mà cái đầu nó hình như cũng như nước muối nha. Ở ngoài này là nước muối nha. Nước muối nha. Thì ở ngoài nó mặn lắm.
nhưng mà ở trong cái thịt của cái me á, nó ngọt. Nhưng mà nhìn con cua này nó không có cứng lắm nha. Nó mềm. Cắt được. Hay là con lấy cái đi rồi con. Thịt ở trong nó ngọt á. Claw, that's so big. You can. Here. You finish your pizza đi. Wow, look at this one. Wow. Thịt ở trong cái này ở trên, nó ngoe ở trên hả? À, giờ mình chấm miếng vậy nè. Mày thử ra nha. Ngọt á. Ha, delicious. Nó ngoài này hơi mặn, nhưng mà trong ngọt. Ngoài hơi mặn nhưng mà ở trong á nó ngọt. Chắc nhỉ? Thế là ốc mình cho ngoài thôi là. Lúc mà đông lạnh lại á thì nó bằng ngoài. Ừ. Thì ngoài mới tới, ngoài vô. Hãy ngồi đi mà. Ngoài. Ngồi với ba ngồi với đi ăn pizza. Ăn được chay. Ngon không? Ngon. Ba ba. Ủa xèo với chợ có còn phải không? Dạ. Còn. Tính đi chậm mua. Thôi ngồi ba. Còn đây đây con lột cô nè. Nãy con đi đâu mới còn về hả? Dạ dạ dạ. Đây. Wow. Dạ bữa nay nhà có. Hay là thứ bà ngoại mới có tới con. Thăng nữa không ơi. Dạ. Quá ta. Dạ. Chấm cái coi. Wow. Rồi. À, chấm cho ngoại bô coi. Chấm cho ngoại bô coi cầm càng nè. Chấm cho ngoại. Dạ dạ. Hãy ngồi đi mẹ. Bạn nhiều vui vẻ. Bye-bye.